Một người đàn ông sống đơn độc trong một khoảng thời gian dài, anh ta sẽ không cảm thấy buồn khi phải ở một mình, không buồn khi phải ăn một mình. Anh ấy tự tìm niềm vui và giữ cho bản thân luôn bận rộn. Anh ta không ở đây để cố gắng làm hài lòng mọi người, chỉ để cảm thấy được công nhận. Họ biết giá trị của bản thân, và anh ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhờ đó mà họ tìm được sức mạnh của mình. Anh ấy không muốn được quan tâm bằng những sự thương hại khi gặp những chuyện khó khăn đó. Nhưng đồng thời, họ sẽ không có được như ngày hôm nay nếu không có những khó khăn xảy đến với họ. Đó chính là lý do mà anh ấy hiểu được giá trị của bản thân. Nhiều người đàn ông có thể gục ngã trong khó khăn, nhưng anh ấy không như vậy. Họ đã kiên trì và âm thầm nỗ lực để phát triển bản thân suốt nhiều năm tháng qua. Không ai có thể bảo anh ấy làm như thế này hay làm như thế kia. Không ai có thể bảo anh ấy phải sống như thế nào. Anh ấy biết mình là ai và mình đang đi đâu. Bất cứ ai cản trở anh ấy đều sẽ bị gạt ra. Mặc dù anh ấy đang phải đi một mình, nhưng trong âm thầm, họ vẫn luôn tìm kiếm một tri kỷ cuộc đời, một người nào đó mang năng lượng giống họ và cùng nhau phát triển. Chỉ mong rằng mỗi khi họ áp lực, thì thứ mà anh ấy nhận lại là những lời động viên, an ủi và sự công nhận dù chỉ là nhỏ bé, chứ không phải là những lời trách móc. Và chính là người hiểu được chặng đường của anh ấy đã phải đi qua những gì.